Chào tất cả các bạn, hôm nay tiếng Trung Chuyên Viên sẽ quay trở lại các bạn trong cái series về các cái hoạt động giao tiếp buôn bán làm ăn giữa người Việt Nam và Trung Quốc. Thì chúng tôi phân cái series này thành từng phần một, ví dụ như là hôm nay tôi làm về ăn, mai dạy các bạn về gọi món, gọi đồ uống, mặc cả, rồi làm các cái hoạt động như là khảo sát thị trường, đi lại ra làm sao, đi xe điện ngầm như thế nào, đi xe taxi của họ ra làm sao, từng mục một. Đấy. Thì các bạn sẽ để ý thấy trên kênh của tôi là YouTube gạch chéo user gạch chéo học tiếng Trung miễn phí đấy. Thì trên kênh này thì là các bạn sẽ tìm thấy là khá nhiều các chủ đề. Có một số bạn hỏi tôi là nhưng mà em lại thấy trong tất cả những cái anh nói thì có cái còn, có cái thiếu, có cái vậy lại không thấy đâu. Thì là tại sao? Là bởi vì là có một phần là những cái gì các bạn không nhìn thấy trên kênh, tức là phần đấy tôi đã để ẩn, và phần này để dành cho các bạn học viên lớp online của tôi. Và các bạn học viên lớp online thì quyền lợi họ có khác gì các bạn học viên phí không, là họ nhận được cái sự khi mà họ đăng ký học online, họ đóng phí rồi thì họ sẽ thuộc về một cái nhóm ở trong Facebook của tôi, tức là những cái người học online riêng, và họ làm bài tập và tôi sửa bài tập cho họ, tôi giao bài cho họ, tôi chấm điểm và tất cả mọi thứ ở trên đấy. Và ngoài ra họ nhận được các cái clip mà các bạn cảm thấy thiếu, các bạn thấy là cả một hệ thống là khoảng độ 15-20 clip như thế mà tại sao em chỉ thấy trên này nó chỉ có 4-5 cái, thì cái số 15-16 còn lại đấy thì là các cái bạn ở lớp online họ đều nhận được. Thì quan điểm của tôi là như này, tức là cái một có tôi sẽ chia làm hai phần, một phần là chia sẻ cộng đồng. Thì nếu mà các bạn cảm thấy là mình chỉ là sinh viên, mình rất là nghèo, mình không có tiền, thì ok, thì ở trên chợ đấy thì anh Châu sẽ đưa ra một số cái để mình có thể học được. Thế còn một số các bạn khác đã đi làm rồi, đã có đồng lương rồi, hoặc là mình đang làm ăn kinh doanh với người Trung Quốc rồi, thì tôi nghĩ là cũng không đòi hỏi hay là không căng thẳng cái chuyện mà bỏ ra khoảng 200 khoảng 400.000 cho cái bộ mà toàn bộ hàng trăm clip mà anh Châu đang hướng dẫn ở trên YouTube này. Thì đấy, tôi nói rõ luôn là quan điểm là một phần tôi sẽ chia sẻ miễn phí cho bạn, một phần khác của những người muốn học một cách chuyên sâu hoặc muốn học một cách cẩn thận, chu đáo, đầy đủ cả bộ, thì lúc đấy các bạn sẽ liên lạc với bên tiếng Trung.vn để nhận được để mua cái bộ clip chỉ giá 400.000 đồng của tôi, và được tôi chấm điểm, được tôi chữa bài, được tôi làm đủ mọi thứ. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề gọi là khi mặc cả. Trong tiếng Trung người ta gọi cái chủ đề mặc cả gọi là thảo chia khoán chia, thảo chia khoán chia, tức là mặc cả. Khi các bạn đi đến mua một cái sản phẩm nào đó thì câu đầu tiên các bạn sẽ hỏi là ấy, chưa cơ tua sả chén, chưa cơ tua sả chén, hoặc có những vùng họ đọc là chây cơ tua sả chén, hoặc là chưa cơ tua sả chén đều được. Thế bên kia người ta sẽ trả lời là ủ bả khoai 500 đồng, hoặc là ủ chen khoai 5.000 đồng. Thế thì bao giờ mình là người mua hàng mình sẽ nói là thay quê là đắt quá, thay quê là thì bên kia người ta sẽ chờ đợi mình đưa ra một cái giá nào đó. Ví dụ giá đầu tiên người ta nói là ủ chen khoai 5.000 đồng, hoặc là ủ bảy khoai 500 đồng, thì mình nói thay quê là thèn y tiền hảo ma, thèn y tiền hảo ma, thèn y có nghĩa là rẻ, y tiền một chút, hảo ma là được không, thèn y tiền hảo ma có rẻ đi một chút được không. Thế thì mình mới nói là khi mà mình nói là thèn y tiền hảo ma thì họ sẽ nói là sư bảy khoai mai kế đi, sư bảy khoai tức là 400 đồng, mai kế đi là bán cho bạn. Thế mình sẽ ép giá tiếp cái nữa, đúng không? Nấm bu nấm chai phải đi tiền, liệu có thể rẻ hơn chút nữa được không? Nấm bu nấm liệu có thể chai phải đi rẻ hơn một chút, y tiền một chút được không? Hỏng à? Nấm bu nấm chai phải đi y tiền. Thế nếu sẽ giải ra hai trường hợp, đúng không? Có thể người ta ok, có thể người ta không ok. Ví dụ người ta ok, người ta bảo chơi khâu tờ chia cửa, chơi khâu tờ chia cửa, giá cuối cùng sát phải khoai, san phải khoai, san phải khoai, san phải khoai, tức là 300 đồng mai kế nị bán cho cậu. Mai kế nị tức là bán cho cậu. Thế mình phải muốn ép giá thêm một chút nữa, mình bảo nấm bu nấm chai phải đi y tiền, liệu có thể rẻ hơn chút nữa được không? Nấm bu nấm chai phải đi y tiền. Thế thì đến mức này thì người ta sẽ nói mình là bù xí nga, không được, bù xí nga, chưa sư chơi đi đờ chia cửa là chưa sư, đây là chơi đi đờ thấp nhất chia cửa giá cả lợn rồi. Bù xính
chưa sự truy đi tới giá cớ là không được, đây là cái giá thấp nhất rồi. Thế là cuối cùng là mình, nếu mà mình cảm thấy là giá này ok, mình chấp nhận mua thì trả tiền và mang hàng về. Thì còn trong cái quan hệ thương mại giữa Việt Nam Trung Quốc thì chúng ta hay làm tiểu ngạch, thì mọi người thường là mua hàng và họ có một cái đội gọi là đối tác, họ sẽ mang về Việt Nam cho các bạn không phải lo, đúng không? Nếu mà các bạn đã làm ăn kinh doanh buôn bán thì cũng sẽ hiểu sâu về cái này. Còn nếu bạn nào chưa làm ăn kinh doanh buôn bán thì cũng thông qua Google search thì cũng tìm hiểu sâu về cái này, nó rất là đơn giản. Chúng ta đi mua quần áo, nhận quần áo hoặc các cái sản phẩm thiết bị máy móc nhỏ khác thì là làm kiểu đó, chứ chúng ta đâu có làm chính ngạch. Gọi là cái nhỏ thì đấy thường gọi là trầu sư, là đi gọi là buôn lậu, đúng không? Có thể coi như thế, hoặc là làm nhỏ thì cái đấy mình nói nào thì tùy. Thế nhưng mà đấy, trên đây tôi vừa hướng dẫn các bạn về cách mình thảo che khoán che, mình mặc cả với người Trung Quốc làm sao. Và theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì nó có hai loại mua. Thứ nhất là phi pha giả. Ủa phi pha mài tờ. Ủa mài phi pha giả. Tao mua buôn. Cái của phé đi tờ chia cửa. Hãy cho tao cái giá rẻ thôi. Ok. Và còn cái giá nữa gọi là lính sâu chia. Tức là cái giá bán lẻ. Giá bán lẻ thì bao giờ rất là cao. Cao hơn rất nhiều so với giá bán buôn. Và thông thường khi mà chúng ta mặc cả thì khi mà chúng ta gọi là đi mua lẻ thì chúng ta cố gắng mặc cả 30%, sau đó nâng dần lên nếu mà cảm thấy ưng. Thường thì tôi mua hàng khoảng 35% là tôi đã mua được hàng rồi, đúng không? Thì gọi là lính sâu chia, đấy là cái giá bán lẻ. Thế thì khi mà các bạn mua đấy, còn chắc chắn là phải thảo chia khoán chia, phải mặc cả để được cái giá tốt nhất. Đây là một trong những chủ đề không thể không biết nếu đã làm ăn kinh doanh với người Trung Quốc. Cần chung một lần chua sân nghi, đúng không? Làm ăn người Trung Quốc bắt buộc chúng ta cần phải biết điều này. Đấy, bây giờ chúng ta tổng hợp lại nội dung bài hôm nay một chút nhé. Mặc cả là gì? Thảo chia khoán chia. Rồi câu đầu tiên sẽ hỏi chưa gợ tô sản chén, hoặc là chê gợ tô sản chén, họ sẽ trả lời là sư bài khoản 400 đồng hoặc là ú bài khoản 500 đồng. Đấy, thì mình mới bảo là thế đi ít tiền họ mà rẻ đi một chút được không, họ sẽ nói là sang bài khoản mai kế đi 300 đồng bán được không. Mình ép giá tiếp, nếu muốn nấm chai thế y tiền liệu có thể rẻ hơn chút nữa được không? Thay mặt chiều xua, lẽ bảy khoai mai cái gì 200 đồng bán cho cậu. Mình sẽ ép tiếp giá một lần cuối, nấm muốn nấm chai thế y tiền liệu có thể rẻ hơn chút nữa được không? Thì họ bắt đầu thôi, họ không thể mặc cả. Nếu mà họ không thể mặc cả nữa thì họ nói là bù xí, không được. Chưa sự, đây là chây đi để chia cửa là giá thấp nhất rồi. Ok, xong rồi, đồng ý. Ủa thú nghi mà, tôi đồng ý mua, đúng không? Và tôi đã gặp rất nhiều người Việt Nam, mình rất là thông minh. Chỉ cần cùng với người Trung Quốc có mỗi cái máy tính, học mua học, học mua học có được hay không? Nếu họ ok, học học thì là được. Còn nếu họ chưa đồng ý, họ pushing, họ lắc đầu rồi, thì mình lại mặc cả với nhau cho đến khi nào họ cảm thấy ok thì thôi. Trên đây, Tín Chủ Trường VN vừa hướng dẫn các bạn một trong chủ đề quan trọng nhất là thảo chia khoán chia mặc cả. Cái chủ đề này các bạn cố gắng lồng ghép với cái chủ đề về số, các con số, số đếm, số tiền của tôi, thì để các bạn trở thành một cái mua bán làm sao cho nó hoàn hảo. Tiếng Trung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.